Từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, nhà sách Spiderum giảm giá 40% các đầu sách trên Shopee. Đừng quên ghé thăm và lưu ngay voucher ưu đãi các bạn nhé! Alo, 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 các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spiderum giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spiderum. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Hạnh HT. Trở thành marketer từ con số 0 như thế nào? Tất tần tật những điều bạn cần biết. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Những kỹ năng mà một người làm marketing cần có. Trước tiên, để tôi làm rõ quan điểm của tôi trước khi liệt kê ra những kỹ năng này. Bạn có thể thấy một nhân sự viết nội dung mạng xã hội hay là một nhân sự chạy quảng cáo Facebook ngồi trong phòng marketing của một doanh nghiệp. Họ tự giới thiệu là làm marketing. Điều đó thì không có gì sai, nhưng mà tôi muốn mở rộng hơn khái niệm của một người làm marketing và không giới hạn vị trí chuyên môn cụ thể. Người làm marketing ở đây là bao gồm rất nhiều những vị trí khác nhau. Có thể là người xây website, người viết nội dung, người làm SEO từ khóa, người điều phối chiến dịch. Mục đích của việc làm rõ này là để cho người xem, ngay cả khi chưa bước chân vào lĩnh vực này, cũng có thể hình dung một cách chung nhất các yêu cầu của công việc marketing. Trong số hàng triệu kết quả tìm kiếm mà bạn được trả về trong vài giây trên Google, thì bạn sẽ thấy các tiêu đề rất kích thích như là 10 kỹ năng sống còn của những người làm marketing, hay là 50 kỹ năng cần thiết của những người làm marketing hiện đại. Danh sách dưới đây được khảo sát và nghiên cứu sâu từ 500 nhà tiếp thị chuyên nghiệp cùng với các tài liệu học thuật, nên tôi cho rằng có khả năng khái quát hóa cao, khách quan và nghiêm túc. Nhóm các kỹ năng mềm. Thứ nhất, khả năng thích nghi trước những thay đổi không báo trước. Thứ hai, sự đam mê. Thứ ba, sự tò mò, khao khát khám phá. Thứ tư, tính cách cởi mở. Thứ năm là sự hợp tác. Nhóm các kỹ năng theo bề rộng. Thứ sáu, kỹ năng nghiên cứu và phân tích trải nghiệm khách hàng. Thứ bảy, nhạy cảm với số liệu. Thứ tám, thích ứng đa kênh. Thứ chín, yêu thích hoặc hiểu biết về công nghệ. Thứ 10, có tư duy chiến lược. Nhóm các kỹ năng theo bề sâu. 11, chuyên môn về mobile marketing. 12, kỹ năng về sản xuất nội dung tiếp thị. 13, kỹ năng nghiên cứu và phân tích website. 14, kỹ năng về truyền thông mạng xã hội. 15, kỹ năng quản lý cộng đồng. Nguồn theo Econsultancy, tháng 2 năm 2019. Vậy thì nên bắt đầu từ đâu? Thứ nhất, hiểu lý do bạn muốn học marketing. Những lý do mà marketing trở thành một ngành nghề hấp dẫn không đồng nghĩa với lý do mà bạn lựa chọn marketing để trở thành công việc, hoặc cao hơn là sự nghiệp. Hãy thành thật với bản thân mình, không ai có thể khuyên bạn nên lựa chọn ngành này hay không, chỉ bạn mới thực sự hiểu mình muốn gì. Tuy nhiên, thì ở vai trò khách quan, tôi nghĩ rằng việc trả lời những câu hỏi sau sẽ giúp bạn tự nhận thức sâu sắc mong muốn của bản thân trong lựa chọn nghề nghiệp. Bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được những nghề gì? Làm tốt nhất nghề gì? Trong số những nghề đó, có marketing hoặc là có liên quan đến marketing hay không? Bạn nghĩ rằng bạn có thể làm lâu dài với công việc marketing hay không? Bạn có biết bất kỳ rủi ro hoặc điều bất hạnh nào mà bạn nghĩ khi bạn làm công việc marketing hay không? Nếu mà có, thì bạn nghĩ rằng có cách nào để phòng ngừa những điều đó hay không? Nếu bạn chưa thực sự biết về khái niệm marketing, công việc của một người làm marketing là những gì, thì bạn có thể tham khảo những khóa học tư duy marketing căn bản. Bạn sẽ chẳng biết được điều mà bạn dấn thân có thực sự phù hợp với cá nhân bạn hay không khi mà bạn chưa đủ thông tin về nó. Hành trình nào cũng vậy, biết, hiểu sâu sắc rồi mới đến hành động. Câu hỏi thứ hai là học trường gì? Một số trường đại học tại Việt Nam có khóa đào tạo chuyên ngành về marketing cụ thể. Như tại Hà Nội thì có trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Quốc tế RMIT Hà Nội hay là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì có Đại học Tài chính Marketing, trường Đại học Kinh tế Tài chính, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Luật, trường Đại học Quốc tế RMIT thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một số trường đại học đào tạo đúng chuyên ngành marketing. Ngoài ra thì một số trường đại học khác thuộc khối ngành kinh tế cũng có các học phần tự chọn liên quan đến marketing. Sinh viên ra trường cũng có thể thích ứng với những yêu cầu của công việc. Các trường đó là Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính hoặc các trường kinh tế khác. Câu hỏi thứ 3, nếu bạn đang có kinh nghiệm ở một chuyên môn hoàn toàn khác và muốn bắt đầu với marketing thì sao? Nếu bạn không học ở một trong số các trường đại học trên thì sao? Liệu bạn có cơ hội để bắt đầu công việc thú vị này hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Mặc dù yếu tố học vấn nền tảng, bằng cấp là yếu tố coi trọng đặc biệt. Tuy nhiên, tin vui cho những bạn không được đào tạo đúng chuyên ngành marketing nhưng vẫn muốn theo con đường này, đó là rất nhiều người làm marketing thành công, có xuất phát điểm trái ngành. Vì sao lại như vậy? Đó là vì với các kỹ năng mà tôi liệt kê ở bên trên thì kiến thức chuyên môn chỉ là một phần trong những kỹ năng bắt buộc mà một marketer cần có. Những kỹ năng khác như là kỹ năng mềm hoặc là kỹ năng bề rộng bạn hoàn toàn có thể tự thân rèn luyện. Có một thực tế diễn ra khi nhiều bạn có vài kinh nghiệm ở một chuyên môn khác nhau, nhận ra yêu thích với marketing và muốn bắt đầu. Theo tôi thì rào cản lớn nhất chính là bản thân bạn có quyết tâm để bắt đầu hay không mà thôi. Bởi vì bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều mối liên quan giữa marketing và một ngành nghề cụ thể. Ví dụ, bạn yêu thích marketing nhưng lại có kinh nghiệm về thời trang, hoặc bạn có chuyên môn sư phạm ngoại ngữ, bạn có đam mê lớn với gym, yoga hay belly dance. Hãy coi đây là một lợi thế đặc biệt của bạn so với các marketer khác không có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Một người làm marketing am hiểu thời trang sẽ hiểu biết ngôn ngữ thời trang, các tỷ lệ vàng trên cơ thể, sẽ biết cách kết hợp màu sắc để thu hút người đối diện, sẽ biết vấn đề và nỗi đau của những khách hàng để thuyết phục họ mua hàng. Các lĩnh vực khác cũng như vậy. Thậm chí, với những ngành nghề cần đào tạo chuyên sâu như là dược phẩm, thì việc mà bạn được đào tạo bài bản về dược là một lợi thế mạnh mẽ mà các nhà tuyển dụng muốn chiêu mộ bạn về. Vì với lĩnh vực này, nhãn hiệu cần một người biết về marketing nhưng lại đặc biệt có hiểu biết và kiến thức đặc thù liên quan đến sức khỏe. Dĩ nhiên, thời gian mà một dược sĩ cần bổ túc kiến thức về marketing sẽ ít hơn thời gian mà một người làm marketing phải đi học về dược. Nếu như bạn trong hoàn cảnh này, thì bạn có thể theo học các khóa học ngắn hạn về tư duy marketing căn bản. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ các khóa nền tảng để có cái nhìn rộng, trước khi quyết định đi sâu vào kỹ năng cụ thể nào đó. Các khóa học tại các trung tâm thường là hình thức offline, hoặc nếu là hình thức online thì sẽ là trực tuyến, giáo viên và học viên sẽ thống nhất lịch học và lên lớp qua video call hoặc các nền tảng tương tự. Lợi thế của một khóa học kiểu này là bạn có thể tương tác với giáo viên một cách trực tiếp, nhưng bù lại, chi phí khóa học thường tương đối là cao. Các khóa học được chuẩn bị trước với tài liệu được quay sẵn, học viên tham gia bất kỳ thời gian nào tùy ý. Cách này thì bạn chủ động thời gian, học phí lại rẻ. Bù lại, bạn sẽ không tương tác trực tiếp với giảng viên ngay tại thời điểm đó. Để khắc phục điểm này, thì bạn có thể đặt câu hỏi ngay trên phần bình luận của khóa học hoặc là inbox cho giáo viên để được trợ giúp. Và đây là những quyển sách về marketing cơ bản bằng tiếng Việt mà bạn có thể tìm đọc, như là Nguyên lý tiếp thị, Chiến lược đại dương xanh, Kế hoạch marketing trên một trang giấy, Lời thú tội của một bậc thầy quảng cáo, hay là Marketing giỏi phải bán được hàng, vân vân và mây mây. Câu hỏi thứ 4, bắt đầu từ agency hay là client? Sẽ thật là khôn ngoan khi mà bạn đặt câu hỏi này trước khi bạn quyết định bước chân vào agency hay là client. Thực tế môi trường đó như thế nào? Có những yêu cầu và lợi ích gì khi bạn tham gia? Để tóm gọn, nếu ưu tiên cơ hội học hỏi, môi trường cởi mở, bạn chưa biết mình sẽ tham gia công việc marketing trong lĩnh vực gì, bạn muốn làm quen đa dạng với các ngành nghề, thì agency là lựa chọn hợp lý. Còn nếu bạn coi trọng sự gắn bó, ổn định và đã biết mình thực sự thích làm marketing trong lĩnh vực gì, thì hãy bắt đầu với môi trường client. Câu hỏi thứ 5. Định hướng công việc phù hợp. Thứ nhất, T-shape marketer là người có kiến thức rộng về các chủ đề khác nhau và trình độ chuyên môn sâu trong một lĩnh vực cụ thể. Thanh dọc ở trên chữ T thể hiện mức độ chuyên sâu của các kỹ năng và kiến thức chuyên môn liên quan trong một lĩnh vực, trong khi thanh ngang là khả năng cộng tác giữa các bộ môn với các chuyên gia ở trong các lĩnh vực khác và áp dụng kiến thức trong các lĩnh vực chuyên môn khác với chuyên môn của mình. Khái niệm này xuất phát từ trong lĩnh vực tuyển dụng. Ví dụ, bạn biết về truyền thông xã hội, hiểu về phân tích dữ liệu và kỹ năng nổi trội nhất của bạn là Content Marketing, thì bạn có thể hình dung là những kỹ năng trên là thanh ngang của chữ T trong T-shape. Với kỹ năng chuyên sâu nhất là sản xuất nội dung, thì bạn sẽ kết hợp các hiểu biết từ những kỹ năng trên để sản xuất nội dung cho kênh mạng xã hội, bao gồm đặt tiêu đề thu hút độc giả, cấu trúc bài đăng ngắn gọn nhưng mà hiệu quả, kết hợp nội dung bằng văn bản với các định dạng thu hút về mặt hình ảnh, âm thanh, và sau đó là đưa ra các kêu gọi hành động mạnh mẽ, hay người ta còn gọi là call to action. Bạn biết cách dịch chuyển nội dung từ Facebook sang Instagram, TikTok hay là Twitter một cách hiệu quả. Còn I-shape marketer là mức độ cao hơn của T-shape marketer. Họ có một nền tảng được xây dựng dựa trên các năng lực và kinh nghiệm cần thiết, vừa đảm bảo chiều rộng lẫn chiều sâu. Full stack marketer. Khái niệm này xuất phát từ full stack developer. Chúng ta có thể hiểu là họ muốn nói về những lập trình viên có kỹ năng sâu và rộng để đảm đương gần như hầu hết mọi vai trò khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Thực tế thì số người đáp ứng được những yêu cầu này khá là hiếm hoi, rõ ràng là như vậy. Như vậy thì tôi cần quan tâm đến những mô hình phức tạp này để làm gì? T-shape, I-shape hay là full stack marketer đều là những cấp độ cao của một người làm marketer mà. Nhưng những mô hình kiểu như thế này thì lại giúp bạn xác định được cách mà bạn bắt đầu với marketing. Bạn có thể lựa chọn để bắt đầu theo bề ngang trước, làm quen tất cả những kỹ năng chuyên môn cần có. Sau đó thì lựa chọn một kỹ năng mà bạn có khả năng đào sâu vào kỹ năng đó. Hoặc là ngược lại, bạn bắt đầu từ một kỹ năng sẵn có, rồi mở rộng với những nhóm kỹ năng khác để có cái nhìn tổng quan hơn, mô hình chữ T. Còn trong quá trình làm việc, bạn củng cố các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, điều phối, làm việc nhóm, đánh giá và quản lý chất lượng, thì là mô hình chữ Y. Còn mô hình full stack thì tôi chưa có nhiều quan sát thực tế nên là tạm thời chưa có đánh giá gì. Lời kết. Cả bài viết, tôi đã đưa các bạn đến hành trình để bắt đầu bước chân vào con đường marketing đầy thú vị và trái ngọt. Nhưng mà đạo đức nghề nghiệp cũng nhắc nhở tôi rằng là nên nói đến những điều khó khăn có thể lường trước nếu bạn mới chỉ háo hức, chứ chưa hiểu hết về những khắc nghiệt của công việc này. Bạn sẽ phải đối mặt với những chiến dịch thất bại thảm hại, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của công ty hoặc của chính bạn cho những quảng cáo mạng xã hội. Bạn có thể sẽ rất nản khi mà xây dựng một chiến lược nội dung đến 47-49 lần nhưng mà vẫn không được duyệt. Bạn sẽ rơi vào bất lực hoặc là thất vọng ê chề nếu như những chỉ số marketing đẹp như một nàng thơ nhưng không mang về doanh thu bán hàng cho công ty như kỳ vọng. Bạn cũng sẽ phân vân và dằn vặt khi đứng trước những lời đề nghị hoa hồng hấp dẫn từ agency và cả bản cam kết chống tham nhũng đã ký với doanh nghiệp. Hoặc là may mắn lắm thì bạn mới thoát khỏi cuộc tranh đấu truyền kỳ giữa bộ phận marketing và bộ phận kinh doanh trước ban lãnh đạo. Có thể là rất nhiều những phức tạp khác nữa. Nếu bạn cảm thấy có một chút e ngại khi tôi đề cập đến những điều này, thì tôi khuyên bạn là nên cân nhắc thật kỹ khi bắt đầu. Tính cách của những người làm marketing đa phần đều rất quyết liệt. Một khi họ đã xác định mục tiêu thì sẽ bằng mọi cách để thực hiện và mang về kết quả tốt nhất. Tính mục tiêu cũng là một bài học lớn nhất mà tôi nghiệm ra khi trở thành một người làm marketing. Còn nếu như bạn vẫn có niềm tin mạnh mẽ để bước vào con đường này thì thật tuyệt. Hãy cứ bắt đầu như cái cách mà những người làm marketing tuyên chiến với những mục tiêu vậy. Có điều là quyết liệt nhưng cũng cần có bản lĩnh, và chẳng có cách nào bồi đắp bản lĩnh bền vững hơn là trở nên hiểu biết hơn. Hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, học để hiểu và tư duy về nó mỗi ngày. Chúc bạn thành công! Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại!